người hùng thầm lặng cứu hàng nghìn người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Vào tháng 6 năm 1940, ông Jan Zwartendijk, một nhân viên kinh doanh người Hà Lan, kiêm nhiệm lãnh sự ở Lithuania, đã cấp thị thực giả cho những người tị nạn Do Thái để trốn khỏi châu Âu trước nguy cơ diệt chủng của Đức Quốc xã. Hơn 10 ngày vào mùa hè náo loạn năm 1940, ông đã cấp thị thực cho 2.139 người. Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 6.000 đến 10.000 người có thể đã trốn thoát vì mỗi người đàn ông đều đi kèm với phụ nữ và trẻ em. Năm 1976, các nhà nghiên cứu đánh giá rằng 95% người tị nạn Do Thái có giấy tờ của Zwartendijk đã sống sót sau chiến tranh.